Ông ơi, ông ăn cơm nè. Nhà ông ở đâu? Củ Chi hả ông? Giờ ông muốn về Củ Chi không? Hai người hả? Giờ ông muốn về Củ Chi, ông có đưa ông về Củ Chi nha. Bây giờ hả? Ờ, được không? Ông đã đi hai người. Hai người con đưa về Củ Chi luôn, về nhà ông luôn. Đây. Phần này là cho mèo. Dạ. Dạ. Mua cho mèo ăn nha. Ngày hôm nay thì mọi người sẽ nấu hai món, đó là thịt kho trứng. Đây là những cái cây sườn non từ cậu sáu của bạn Huy tài trợ cho bếp cơm ngày hôm nay. Còn trứng gà, thanh long và một số món nữa thì ngày hôm qua tụi mình vừa mới nhận cho một cái chuyến xe. Hôm nay thì chế biến luôn. Còn đây là món thịt kho tiêu, hai món nha mọi người. Và khoảng 600 phần, trong đó thì đưa đi bệnh viện nè, khu cách ly nè. Và tiếp ở đây thì khoảng 200 phần cơm tụi mình sẽ đem đi phát ở ngôi đường cho các clip mà mọi người thường xem hàng ngày á. Còn đây là danh sách mà mấy cô chú có chuyển trực tiếp cho chị Tưởng. Còn bản thân mình thì chiều nay khi mà phát quà ở bà con ở quận 7 thì mình sẽ đọc danh sách mà cô chú đã chuyển cho mình. Trước hết thì cảm ơn chị Lan Anh ủng hộ 2 triệu đồng, một bạn chuyển khoản ủng hộ cho người nghèo với nội dung vào ngày 31 tháng 7, 300 ngàn. Một bạn chuyển tiền 200 ngàn. Trần Thị Ngọc Bích 500, Trần Ngọc Bảo Thi 300, Nguyễn Thảo My 1 triệu đồng, Đoàn Chí Nhàn 1 triệu, Lý Hạnh M 1 triệu đồng. Một bạn chuyển khoản qua bếp ăn lúc 23 giờ đêm 200 ngàn. Một bạn chuyển khoản 50 ngàn. Một bạn chuyển khoản 1 triệu đồng. Võ Y Bình 5 triệu đồng. Thu Kim ở bên Mỹ 200 đô. Một bạn chuyển khoản vào ngày 13 lúc 15 giờ chiều ngày 31 tháng 7, 150. Một bạn ẩn nhanh 300. Một bạn chuyển khoản với nội dung ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng. Ở Hiền Diệu ở bên Mỹ 2.264.000. Một bạn chuyển khoản với nội dung là giúp bà con nghèo trong mùa dịch 1 triệu đồng. Một bạn ủng hộ trạm cân không đồng 1 triệu đồng. Nguyễn Thái Ngân 1 triệu. Một bạn chuyển khoản 1 triệu đồng. Một bạn nói là chuyển khoản cho trạm cơm 200 ngàn. Một người ủng hộ 1 triệu đồng cho người vô gia cư. Một người ủng hộ bếp cơm 1 triệu đồng. Nguyễn Thị Quy, Facebook là Nguyễn Ngọc 1 triệu đồng. Tổng số tiền mọi người gửi tới 3 trang giấy ạ. Mấy ngày qua thì có một số người mạo danh mình, cho nên là cũng khá là cẩn thận. Mấy cô chú hay gọi điện thoại trực tiếp, rồi sau đó thì mới chuyển. Ngày hôm qua thì thậm chí có người mạo danh cả Nhật Tâm luôn. Chuyến xe nghĩa tình và mai táng từ thiện á. Tiếp tục mình đọc danh sách cho mọi người được rõ. Lâm Xuân Phương 3.6 triệu. Một bạn chuyển khoản với nội dung là ủng hộ người nghèo 300. Một bạn chuyển kêu hối 10 triệu. Em Bội Tiên và bạn bên Mỹ 300 đô và ủng hộ mua khẩu trang. YouTuber Thủy Trần ủng hộ 1 triệu đồng để mua khẩu trang. Một bạn chuyển khoản cho bà con nghèo 5 triệu. Em Thắm 2 triệu. Em Duyên mua khẩu trang ủng hộ 500. Facebook Thu Vàng mua khẩu trang 300. Nguyễn Thị Xuân Thủy 1 triệu đồng. Đỗ Duy Hoàng ở Hà Nội, Việt Nam 1 triệu đồng. Ủng hộ trạm cơm không đồng 200. Ủng hộ chuyển khoản 200 nữa. Nguyễn Thành An 1 triệu đồng. Ủng hộ bếp cơm nghĩa tình 100 ngàn. Một bạn ẩn danh 200. Và ngày hôm qua thì nhân chứng có đi chung với tụi mình. Và nhân chứng có chuyển cho chị Tưởng 14.068.000. Kèm theo là 200 đô nữa hả chị? 14 triệu là có tính luôn 200 đô không? Là mình đổi ra hết luôn đúng không? Không, ảnh 14 triệu riêng 200 đô riêng. Vậy là 14.068.000 và 200 đô. Hôm qua em nhân chứng có chuyển. Bạn Susan Alex Nguyễn, Tăng Võ ở Texas 3 triệu, Sư Ngọc Bích 7 triệu, công ty Kiều Hối có chuyển nhưng mà không biết của ai hết nè, 4 triệu, ẩn danh ngày 2 tháng 8 300, một bạn chuyển khoản bếp cơm 300, Phạm Thị Kiều Thắm 2 triệu, nhóm em Khánh 3 triệu, một chị ở Hà Nội 500 ngàn, Trần Quy 500, một bạn chuyển khoản ủng hộ mùa dịch Covid 1 triệu đồng, một bạn chuyển khoản 500, một bạn chuyển khoản 100, nhóm từ thiện của chị Ngọc bên Úc 4 triệu, tiệm cơm không đồng 500, Phan Thị Tuyết 1 triệu đồng, Hồng Nguyễn ở bên Mỹ ủng hộ 800 đô, trong đó thì 600 nấu cơm và 100 tặng cho mình xin chuyển lại cho mọi người phụ bếp luôn. Hương Bastes 2 triệu, Tống Huỳnh 2 triệu, tổng số tiền mọi người gửi là 122.718.000.
Dự kiến thì chiều nay mình sẽ đọc cái thông tin mọi người chuyển khoản cho mình, còn đây là mọi người chuyển trực tiếp vào số tài khoản của chị Tưởng. Ngày hôm qua thì có người mạo danh Facebook của mình lấy số điện thoại, xưng là số điện thoại của chị Tưởng, và sau đó thì khi mà nhắn tin vào Zalo thì lại báo là nhóm của Nhật Tâm, cho nên là nhiều cô chú đã chuyển khoản nhầm một số người mạo danh. Thì như vậy thì cũng thông tin cho mọi người được rõ, mình sẽ chia sẻ cái số điện thoại cũng như là số tài khoản ở trên fanpage hoặc là trên kênh YouTube để cho mọi người biết được là trước khi chuyển liên lạc để tụi mình xác minh lại là đúng hay không. Mỗi người sẽ được hai cục giò, hai cục xương, xương này là phần sườn đó nha, và một quả trứng, một phần đồ ăn như thế này mọi người. Có thêm canh nữa, hôm nay thì canh bí đỏ và canh gì, khoai tím hả chị? Củ dền, củ dền. Đặc biệt là người vô gia cư ở ngoài đường thì có kèm theo chai nước suối. Trong lúc mà mình đọc tên danh sách của mọi người ủng hộ thì có một anh giao nước suối. Mỗi ngày như vậy tụi mình tốn khoảng 850.000 đồng tiền nước suối. Rồi, dạ. Chị có đổi tiền lẻ không chị? Có 200 mà. Ủa, hôm nay mình chuẩn bị bao nhiêu tiền? Hả? Hôm nay chuẩn bị bao nhiêu tiền? 3 triệu mấy á. Ủa, ba hôm qua cho 250.000 rồi, còn 3 triệu 7 50. Em nhân chứng cái chuyển cái số tiền nhỏ 4 triệu á. 4 triệu đồng. Và xin lỗi là 14 triệu đồng. Và trong đó thì có một mạnh thường quân thì yêu cầu là chia lại cho những người vô gia cư, và tụi mình sẽ dự kiến là cho mỗi ba trường hợp thôi, xem xét thử ai thật sự khó khăn thì tụi mình sẽ cho 200.000 đồng một người. Anh ơi, ra lấy cơm anh ơi. Alo. Rồi, cho mỗi người hai hộp luôn nè. Đúng, ăn cái chiều luôn ha. Chiều có ăn là thử canh lại ha, tại canh bỏ vô bọc có sợ chiều nó mới mùi. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Xong đeo khẩu trang. Rồi. Gì à? Có một cái chú nó nằm bên kia, anh lấy giùm luôn nha. Lấy giùm luôn nha, mà ba người luôn đi. Đúng rồi, hay quá. Chúng tại giờ lấy cho ba người ha, cho anh bên đường anh nằm á. Cảm ơn. Dạ rồi ha. Dạ rồi. Mỗi bịch cơm như thế này cực kỳ nặng luôn, và mỗi bao đỡ thì tụi mình chuẩn bị 20 phần cơm. Ở sáng hôm nay thì có hai món như mọi người đã xem rồi, món thịt kho trứng và món thịt kho tiêu. Ngày hôm nay thì cũng là ngày bị đứt hàng về cái nguồn thực phẩm cung cấp thịt, cho nên là ngày mai sẽ chuyển sang món gà. Chú ơi, tội nghiệp, gặp được hộp cơm mừng quấn quấn hết rồi. Ở chiều hôm nay thì mọi người sẽ mang đi tặng quà cho bà con thuộc quận 7. Đeo khẩu trang lên cô. Ở trước giao lộ có một cái chú đang ngồi ở phía trước, tụi mình sẽ cho hộp cơm. Đây, cảm ơn chú, quẹ đi. Phải chú ông mẹ cho đi. Cho chú đó hen. Ở chú đó đó. Mấy ông nào? Đây nè, anh đang đi nè. Dạ. Gì vậy? Đi. Chị thấy không? Ở phía trước không? Biết giờ mình tới cho nên mọi người đứng thấp thỏm kìa. Đúng rồi.
Ở chút nữa chị tính là cho 200 ngàn mỗi người hả? Ừ, em thấy sao? 200 đi ha. Cho người 100. Cho người 100 đi ha. Người 100 hả? Ừ. Vậy thôi chuyển người 100 ngàn. Thôi 200 đi, 200 đi. Trên 100 cũng mua được gì hết à. Ừ. Ha. Vậy đi. Cho luôn cho lớn luôn. Cô đứng im, cô đứng im ạ. Từ từ. Cái phần tiền này của bên mạnh thường quân của nhân chứng thì nói gặp cô chú nào khó khăn tặng chú, tặng cô. Dạ, cảm ơn. Chiều á là chị thử lại cái canh nha. Dạ. Nghe, tại hả đổ vô cơm nha, để đổ vô nó hư rồi cơm. Gửi cho chú đó giùm em. Đây đi. Chú lấy 3 hộp cơm thôi. Cho chú đây. Có cơm phải không? Dạ. Hôm qua trời đau không gặp. Đây chú lấy thì con rất đẹp xe. Đâu chỗ nào đâu? Đây nè đây anh. Bình này phải không? Dạ đúng rồi đó. Rồi cảm ơn. Cảm ơn nha. Dạ. Hôm qua không gặp. Dạ. Cảm ơn. Lại em đi mua cơm đi. Cho chú đi. Cho chú á. Cho chú á. Vậy cho bằng đi. À. Cũng giờ này vậy đó anh ơi. Không có. Tụi em không quyết định giờ chính xác đâu. Trời. Nè cho chú. Cho anh hộp nữa nè. Dạ rồi 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 anh không sao, không có nói gì anh đâu. Chị. Dạ. Chị ơi chị, chút nữa cho Kiko kêu nuôi mèo á, 400 luôn đi. Ừ. Đâu? Ừ. Cô nào ta? Ờ cô mèo. Ờ, cô này có con mèo quý tộc nè. Ờ 200 này là tặng cho chị. Thì 100 này tặng cho mèo. Mua cho mèo á. Đây. Phần này là cho mèo. Yeah. Mua cho mèo ăn nha. Đây bà. Đây, tặng cho bà. Chị chưa cho cơm bà nè. Chưa cho cơm. Ủa, có rồi, rồi em. Đó hả? Rồi, đưa chú đi. Rồi, cho cơm bà rồi. Bà ăn đi bà. Cơm nóng. Dạ. Trong ba xíu. Cho nó ăn trầm ra. Đợi cơm chị hả? À? Em ở đâu? Em đi làm gì mà em ở đây? Sao em không đi bụi? Không có việc làm hay gì? Không có tiền hả? Bây giờ về đây. Gì đâu mất? Sao gì mất? Về
Hả? Ở đâu? Ở đâu? Phải đi trả tiền nhà nhỏ. Gì ở đâu? Gì mất rồi, giờ em đi bụi. Nhà xuống Long An hết rồi, từ trước em có về Tân Kim mà giờ em được bị chặn ở đó. Giờ người ta có hỗ trợ về đó, em về đi. Vâng, em về. Em đăng ký về đi cưng. Hai phần nghe. Ừ. Không ở bên đường đi, chị chạy qua. Anh đứng bên đường, em cua qua luôn, đi qua nó công xe. Ừ. Rồi vậy cầm qua luôn cho họ luôn giùm nha. Ủa ông ở đây đâu mất rồi? Có quay lại nữa không? Cho ông luôn đi. Nè cầm cho ông đi nè. Ông nói tao xin lỗi kìa. Đó đó cho ông đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Từ từ. Rồi sắp cho ông vào giùm em nha. Canh đó anh ơi. Ờ chú, cái ông già nằm bên kia là ông ở đâu vậy ta? Ông nằm ở chỗ nhà vệ sinh á. Cái ông già đang nằm ở kìa. Đó, nằm chờ quen mấy ngày nay nè. Ông có nhà cửa? Ông ở ngoài đường á, ngày nào cũng đập rồi, có khi ông có chở cho công an đuổi lại, giờ ông chưa con kẹt, ông đập công an hết rồi. Nhà ông ở đâu biết không anh? Không biết nhà ông ở đâu nữa. À, chỉ biết vậy thôi, chỉ biết ông nằm vậy thôi. Ông chỉ nằm chỗ này, có khi ông nằm tuốt ở trên xe bách á. Có khi ông đi tuốt ở gần mũi điện, ông nằm tùm lum á, tụng đâu nằm đó rồi. Ông nằm ở đó hoài à. Ông ơi, ông ăn cơm nè. Nhà ông ở đâu? Củ Chi hả ông? Giờ ông muốn về Củ Chi không? Hai người hả? Giờ ông muốn về Củ Chi không? Con đưa ông về Củ Chi nha. Ờ được không? Hai người con đưa về Củ Chi luôn, về nhà ông luôn. Tối nay ông kêu bạn ông lại ngày mai nha, gì tụi con lại đây nha. Tụi con đưa ông về Củ Chi nha. Ha. Vậy em có gì em không ấy, ông nói về Củ Chi mà đợi xe buýt chạy mà xe buýt không có chạy. Rồi nhưng sao? Mà hỏi có nhà cửa không? Hỏi kỹ lại giùm em đi. Em ông có nhà không ông? Có. Nhà cái chỗ nhà thương á, băng băng qua. Bệnh viện Củ Chi á hả? Củ Chi còn đi xuống một chút nữa. Rồi ông xuống, ông đeo khẩu trang lên không? Ông kéo khẩu trang lên không? Kéo khẩu trang lên. Ông xuống đây mấy ngày rồi? 3-4 ngày ạ. 3-4 ngày ông xuống đây rồi. Xuống đây cái là cách ngày cái là tới không chạy. À, rồi ông ở đây tới giờ luôn á hả? Vậy ngày mai. Vậy giờ ông muốn về nhà ông không? Ý ông muốn không? Vậy hả? Vậy thì ông có người bạn nữa đúng không? Cũng muốn về mà về không được đúng không? Dạ thôi vậy thì ngày mai, tối ông kêu bạn ông lại đây hen. Rồi cái gì tụi con có thể tìm cách đưa ông về được không? Ông đồng ý không? Tôi cũng tìm cách rồi, xe chắc xe dưới đồi chịu quạt mà tiền rồi. Không có tính tiền ông. Mà giờ ông về không? Về chứ ở đây làm gì? Vậy hen. Không tới ngày rồi. Rồi. Nhưng rồi. Mà hỏi thử có thông tin người thân không? Cho dữ liệu. Có thông tin người thân không? Có người nhà ông rảnh không? Nhà tôi ở đó. Có số điện thoại người nhà không? Không có số điện thoại, mà là nhà tôi ở đó. Nhà đó là quyện gì? Cái là huyện Củ Chi rồi đó. Huyện Củ Chi à. Rồi xã gì ông biết không? Đó là không biết. Xã gì ông nói giùm con đi. Tôi còn đi chơi nữa mà. Xã gì ông? Tôi nói là xã chỉ có huyện Củ Chi thôi. Huyện Củ Chi thôi à. Tới đó mà công tài xế họ không biết. Có xe buýt chạy tới trước cửa luôn. Xe buýt tới cửa nhà ông luôn. 126 thôi xe buýt đó. Xe buýt 126. Xe buýt nữa. Xe buýt không à. Chứ còn đi xe buýt này xe không có tiền đi chơi thôi, đi chơi thôi.
đi chơi thôi. Giờ sao? Ê, ông nói ông muốn về nhà. Ở đây đâu có làm gì. Ông đi xuống đây rồi là cái xe buýt không chạy nữa luôn á. Đi chơi tới chết rồi thôi. Không hiểu. Giờ ông muốn về, ý ông muốn về không? Mai con đưa ông về, ông chịu không? Về đi sao không về? Về không biết xã chỗ nào sao mình đưa tài xế họ chở đi lập cập nữa chị. Hỏi cụ thể. Cái huyện Củ Chi chỗ đó mới chạm xe buýt đó. Xã gì? Đi xuống chỗ đó là không có xã, chỗ đó tới huyện nha, huyện. Có chứ làm gì không có. Thôi để em chia sẻ cái thông tin vào ông trước. Đúng rồi. Trong lúc đi phát cơm thì tụi mình mua thêm hai cái thùng xốp để chiều nay bỏ những cái bịch gà và tôi vào xe ba gác để chở đi. Dễ gì ai biết cách nào? Đây. Ôi thấy thương ông quá. Cho. Ông đợi con xíu nha. Con cho ông nè. Con cho ông tiền nè. Chị tưởng cho 200 ngàn. Hết rồi, em còn không? Hết rồi. Hết luôn rồi. Hộp cuối rồi. Hết rồi, hết sạch luôn rồi anh. Chờ cán tới giờ luôn, xong rồi cán tới giờ nè. Giờ hết lỡ hết rồi. Thôi thông cảm đi nha. Ở gần như là mọi người đều biết được là khung giờ tụi mình cho cơm, cho nên là rất là nhiều người ra đường chờ. Tuy nhiên thì hôm nay cái lượng cơm nấu cũng tương đương như những hôm trước, nhưng mà không hiểu tại sao bà con ở cái đoạn đầu là nhận nhiều cơm, cho nên là khi mà đến đoạn này thì đã hết cơm rồi. Ngày mai tụi mình sẽ cố gắng phân bổ làm sao cho đều, mỗi nơi một ít để san sẻ nhau. Cảm ơn mọi người ạ.